đừng hãy chấp nhận của tôi. Mong sao giữ việc tôi cầu nguyện cho tất cả các vong linh, cho tất cả các đấng bề trên, mẹ Chúa trời Phật Thánh Thần Thánh Tổ cùng đất đai dương thật hoàng tổ thổ đang ngự trị trên khắp cùng hoàng cầu này, hộ độ cho tất cả chúng sanh được tỉnh cơ quan hầu trở về được quan lạc nổi tiếng, để chúng ta cùng sự được cơ quan mãi mãi và mãi mãi như trong giây phút hôm nay. Kính cẩn Nam Bộ, chị chúc hai em được nhiều sức khỏe và xin cảm ơn tất cả những bạn bè hôm nay đến đây tham dự và có lời thủy khởi đến lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn tôi nhất. Bây giờ thì lời thủy hát cho quý vị nghe nha. Mà tôi trao đổi mong sư địa chỉ thấy cho vừa giờ đây cũng nhờ anh bạn Liên khỏe đẹp thì nhắc nhở mai cố của tôi quên và anh cũng coi là Bích Hạnh giữa Liên cũng đang có mặt. Một lần nữa xin cảm ơn. Nghệ sĩ Phượng Hằng, nghệ sĩ ưu tú và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Dạ, tới bây giờ là thần tượng của con gái Ngọc Huyền luôn. Trong buổi tiệc chia sẻ của Nam Đen Ca nghệ sĩ tài ba Minh Cảnh ngày hôm nay thì Ngọc Huyền được biết người mà tổ chức đứng đầu trong buổi tiệc. Dạ, em được hát cái bài gia chú nhà mới bình chọn nhân viên 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 Phượng Hoàng và cô Dung bên hải sản đã nói nhờ Lệ Thủy để mà nói dùng với em Thu bên Lạc Nữ Nam Bộ là để giúp những buổi tiệc hôm nay. Lời Liên và cô Dung rất là cảm ơn hết mình trong cái buổi tiệc hôm nay. Một lần nữa Lệ Thủy xin thay mặt tất cả những em ở đây trong buổi tiệc này xin chân thành cảm ơn. Niềm riêng thương nhớ không cùng em như bóng chim tăng cha như mất nên qua tháng nào mùa xuân.